Rồi hello, chào bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay để có dịp đi thăm hồ khách để các bạn tham quan hồ khách nên mình chia sẻ cho mọi người xem. Hồ này khách bảo là 90 mấy 100 khối gì đó các bạn. Hồ rất là to luôn. Anh khách ảnh có lấy mấy bơm đồ của mình các bạn. Bây giờ mình cái hồ này thì bữa giờ mình ngâm nước gần xong rồi. Hôm nay mình sẽ xả nước và cho thuốc tím vào nha, để sẵn ra đây. Rồi chiều làm cái hút mặt tháo ra để cưa bớt cho, tại vì bữa nó bị xì ngay chỗ kia các bạn, cái đầu kia kìa, nên bắt buộc mình cưa bớt ra để mình hạ nước thấp xuống xíu để cho vừa với lại cái hồ này. Bây giờ mình đi giao cho anh khách này là hai cái bơm BG 50 khối cho một giờ luôn nha các bạn. Mỗi cái là 50 khối. Bơm BG này của hãng Feriha có cục điều chỉnh, lưu lượng của nó là 45, 48 và 50 khối trên 1 giờ, với chỉ số watt là 160, 170, 180 watt. Bơm cao được tối đa 3,5 m nha các bạn. Ống thì mình có thể gắn ống 90 tới 110. Còn có lại BG 60 nữa, nhưng mà BG 60 nó nặng điện quá nên mình cũng ít cung cấp lắm, mình chỉ cung cấp từ 50 trở xuống thôi. Với lại bốn cái hút mặt răng. Hút mặt răng thì ảnh yêu cầu, ảnh thích cái loại này thì mình cũng lấy cho ảnh thôi. Rồi bây giờ mình lên trên đó mình giao, rồi mình cũng sẵn tiện mình quay mình chia sẻ với cái hồ hồ rất là lớn này cho các bạn xem nha, coi thử như thế nào. Rồi tới rồi mọi người, cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Anh này ảnh xây kỹ dưỡng các bạn, ở khu vực đất Long Điền nó đang quy hoạch á. Ảnh mua, ảnh có miếng đất dài 20 m, rộng 20 m, dài tới 70 m các bạn. Đặt thêm hai cái một cái thùng container, làm cái nhà rất là đẹp luôn. Đây lát mình xuống mình quay cho các bạn xem. Anh làm cái hồ 90 khối nha các bạn, để mình lát mình xuống dưới thôi. Chạy mình đang ở trên một cái ban can ở trên lầu của cái container này. Anh làm chỗ này anh kêu tối mới nhậu đây luôn các bạn. Để mình xuống mình quay cho các bạn xem. Công trình đang làm nha các bạn. Dạ. Cái cầu thang làm hơi dốc. Hồ chia ra hai hệ lọc các bạn. Ủa cái hồ lọc bên kia mấy khối mình hả? Chở tầm 2 khối. 2 khối hả? Ở bên này. Bên này chắc cỡ chục khối hả? Rồi để mình quay ra bên này cho các bạn xem trước nha. Ở đây dùng ống hút đáy là ống 90, 5 ống các bạn. Ống hút mặt là ống 49 nhân 5 ống. Ống thổi luồng là 42. Rất là nhiều ống. Sử dụng hai máy BG 50. Chổi Kenneth với Z-Max. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mới có lấy bơm với hút mặt để gắn trước rồi. Để vài bữa lấy thêm các bạn. Đây là ô đặt máy bơm nè. Thổi luồng ra. 4 thổi luôn. Còn bên này là ô chổi nè. Ô chổi với Z-Max để chung nha các bạn. Là lọc nửa hồ phía bên này. Còn nửa hồ phía bên kia là cũng hệ thống cũng y như vậy, nhưng mà nó to hơn nha các bạn. To hơn rất là nhiều luôn. Thì nó cũng hoạt động y chang như vậy thôi. Một ô lắng, hai ô. Ủa, mình làm cái ô lắng chỗ kia là có bỏ chổi hả? Để không luôn mình. À, bỏ một ít chổi hả? Rồi ok, tiếp là ô chổi. Ủa, cái chỗ này sao bữa xây lại vậy? Chích chừa gì trọng hả? Xấu quá. Xấu hả? À, tự nhiên có một khúc vô đó hả? À nó bị cứng cái ống đúng không? Lúc đặt ống cái bị cứng ra, cái xích cái tường này ra một tí. Xong bây giờ xây bít lại luôn. Bữa đo cái ô này chưa? Nó ngang dài nhiêu? Dài 2 mét với 1m8 mấy. Tới 1m8
2 mét, gần mấy trăm cây chổi, 300 mấy cây chổi, nếu mà để full luôn 360 cây chổi. Ô bên này cũng vậy luôn hả? Ô Oji Max cũng vậy luôn hả? Oji Max bữa tính sơ sơ 10 tấm hả? Mấy tấm? 30 tấm hả? À 20 tấm. Dạ. Cái này chắc mai mốt nghi nghi chắc phải đục nó lại. Ống. Cứ gắn vô thử coi có lưu lượng nó xịt ra như sao. Rồi nếu không ấy là phải ấy ra thay lại ống bự. Đợt đi ống nhỏ quá, bây giờ nó ép bơm. Mấy cái nằm hút đáy này cắt cho bằng luôn rồi xong rồi đặt cái miếng đá lên. Bữa thấy cái miếng đá đó chưa? Miếng đáy đã nằm hút đáy không? À. Bữa tưởng vô đây nhìn tưởng làm quán nhậu hay là quán chỗ nghỉ dưỡng, quán cà phê gì không à, đẹp quá. Đây là làm nhà ở các bạn. Có cái nền làm bằng gỗ nè, gỗ dán ép các bạn, ép gỗ rất là đẹp luôn. Mình có làm cái một cái container về làm cái kiểu này rất là đẹp nha mọi người. Đó, làm cái trần rồi trên này nữa. Gắn anh cắt cái vách chỗ này ra, cắt cái vách chỗ này ra xong có gắn khí cường lực vô nhìn rất là đẹp luôn. Hồi xưa mình tưởng là cái container nó nhỏ hả các bạn, nhưng bữa nay nó bự. Mình thấy đó, cái sau cánh cửa đó có một cái toilet và một cái phòng ngủ nữa nha, nó dài mênh mông luôn các bạn. Mình tưởng nhỏ chứ mà không ngờ nó bự lắm. Mà hỏi anh chủ thì anh nó không có xây quán cà phê hay gì hết á, anh xây chơi thôi. Mà anh trai rất là trẻ luôn nha. Sau này anh có đào một cái hồ để mình ra mình quay cho các bạn xem. Anh đào một cái hồ, anh sợ là cá coi, anh thả cá coi con, anh kêu là sợ nuôi nó cần phải nước sạch á, nên anh tính anh lót bạc, anh lót bạc ở dưới luôn, hồ sâu tới 3 mét luôn các bạn, hồ rất là lớn luôn nha. Mà bây giờ ở chỗ này dơ quá, chỗ này đang sình lầy mưa các bạn, nãy mình đi xuống đây mưa mình không có ra được, mình đứng đây thôi. Mà các bạn thấy mấy cái cây cảnh quan ở xung quanh không? Mai mốt mình có cơ hội mình sẽ đi quay là những cái hồ về cho các bạn xem, rồi có ai có cảm thấy đẹp á, làm theo được á thì làm. Rồi các bạn thấy khu đất này làm như vậy là quá đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ mình quay sơ sơ tham quan cho các bạn xem tí thôi nha. Bây giờ mình đi về đó. Rồi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình làm những clip như thế này ha. Sau này mình sẽ đầu tư cái mic đồ đàng hoàng để mà có cameraman đồ theo để quay mình nói chuyện cho các bạn tương tác cho nó dễ. Còn tạm thời thì mình chưa có quen với cái chuyện mà vừa đi vừa nấu, nên nó cũng còn hơi ít tương tác. Kênh số lượng đăng ký kênh vẫn còn rất là chậm nha các bạn, nên mình muốn kênh mình phát triển nhiều hơn. Đăng ký kênh ủng hộ mình thôi. Mình kết thúc lời clip đây nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.